Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng một trong những phần hỗ trợ rất là bổ ích cho các bạn để các bạn chuyển đổi ngôn ngữ của chính bản thân mình sang các ngôn ngữ của các nước bạn nhằm thu hút lượng view cũng giống như là tăng tăng khả năng thu nhập cho các bạn đối với các bạn đã bắt kiếm tiền. Thì ở đây thì đối với các bạn mà đã sub qua ngôn ngữ của các nước khác thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sử dụng một trong những tính năng vô cùng hữu ích đó. Thì đầu tiên là các bạn phải vào trong trang YouTube của các bạn. Rồi mình ở đây mình cũng xin lỗi với các bạn là mình hướng dẫn cho các bạn trên PC để cho các bạn có thể là thứ nhất là các bạn làm việc cẩn thận hơn, thứ hai là trong quá trình thao tác thì các bạn có thể là nhìn thấy rõ hơn, thứ ba là tại vì edit một cái nội dung nào đó mà từ tiếng Việt qua tiếng Anh thì cần nội dung tiếng Việt một cách chuẩn hóa. Nếu như các bạn ngôn ngữ tiếng Việt của các bạn mà có sai lệch gì đó thì khi mà dịch qua tiếng Anh thì nó sẽ sai lệch theo. Thì đây là một trong những cái công cụ chuyển đổi qua sub qua ngôn ngữ khác, thì tỷ lệ chính xác của nó thì nằm trong khoảng tương đối, nhưng mà nó cũng hỗ trợ cho các bạn một phần nào đó trong quá trình giới thiệu sản phẩm của mình ra bạn bè trên thế giới và nhằm thu lại nguồn lợi cao trong quá trình quảng bá hình ảnh đó cho các bạn, đối với các bạn mà đã bắt kiếm tiền. Điều tiên là khi các bạn đăng nhập vào trang YouTube thì các bạn sẽ nhấp vào cái hình ảnh đại diện của trang của mình, rồi sau đó các bạn vào kênh của bạn. Rồi sau khi vào kênh của bạn thì các bạn vào quản lý video của mình. Rồi sau khi vào quản lý video thì các bạn sẽ thấy được các video mà các bạn đã tải lên đây. Thì các bạn kéo xuống cái video nào đó mà các bạn cần sub qua tiếng nước ngoài hoặc là qua ngôn ngữ khác. Các bạn kéo đến cái video đó, rồi các bạn bấm vào phần chi tiết. Sau khi các bạn bấm vào phần chi tiết thì các bạn vào đây. Các bạn thấy là đường liên kết của video. Khi các bạn chép đường link liên kết rồi của video của mình, chép vào trong cái trang diversify.com mà các bạn không thấy cái phụ đề tiếng Việt của mình, thì khi đó các bạn nên quay trở lại cái chi tiết video của mình, rồi các bạn vào cái chỗ phụ đề, phải vào trong chỗ phụ đề video. Và các bạn vào đây các bạn chọn cái ngôn ngữ để mình ngôn ngữ mặc định cho video của mình. Thì ngôn ngữ mặc định này là ngôn ngữ mặc định phụ đề trên video đó của mình, cho nên các bạn lựa chọn sao cho nó phù hợp. Có những bạn thì chọn tiếng Anh, có những bạn thì chọn tiếng Việt, tùy theo nhu cầu và sở thích của các bạn mà các bạn lựa chọn cho nó phù hợp. Ở đây thì mình chọn ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ chính của cái phụ đề video của mình. Ngôn ngữ phụ đề của mình là ngôn ngữ tiếng Việt. Khi mà mình bấm xác nhận thì tiếng Việt là ngôn ngữ video. Rồi chỗ phụ đề của mình là có chất thêm. Thì khi đó các bạn sau khi vào quản lý video thì các bạn sẽ thấy được các video mà các bạn đã tải lên đây. Thì các bạn kéo xuống cái video nào đó mà các bạn cần sub qua tiếng nước ngoài hoặc là qua ngôn ngữ khác thì các bạn vào phần chi tiết, các bạn kéo đến cái video đó, rồi các bạn bấm vào phần chi tiết. Sau khi các bạn bấm vào phần chi tiết thì các bạn vào đây. Các bạn thấy là đường liên kết của video, thì các bạn vào đây, các bạn bấm vào phần sao chép đường liên kết đó. Rồi sau khi các bạn bấm sao chép xong thì các bạn vào mở một cái tab mới, một cái thẻ mới. Các bạn gõ cho mình chữ diversify.com. Rồi
các bạn sẽ vào được cái giao diện của trang đọc sách.com. Thì ở đây á, nó có hai hướng để các bạn làm. Cái hướng thứ nhất á, là các bạn copy cái đường link của video mà các bạn cần xuất hóa, chuyển đổi sang các ngôn ngữ khác. Cách thứ hai á, là các bạn có thể là thêm các từ như là subtitles.to gạch trước cái HTTPS hoặc là HTTP, hoặc là chèn vào giữa chỗ www www.youtube, các bạn có thể chèn vào giữa như thế này. Đây là cái hướng dẫn mà sử dụng cho các bạn để các bạn thao tác cách thứ nhất và cách thứ hai. Thì đối với mình thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ nhất trước, rồi sau đó là mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Sau khi bạn copy đường link của video hồi nãy xong á, thì các bạn bắt vào đây, các bạn bấm Ctrl V, rồi bạn bấm download. Khi các bạn bấm download á, thì nó sẽ load cho các bạn. Nó sẽ load cho các bạn như thế này. Load xong á, thì nó sẽ ra như thế này cho các bạn. Thì các bạn chú ý cho mình đó là cái file SRT, cái file này rất là quan trọng để các bạn cập nhật lên trong trang VSub của video của mình. Thì các bạn download về đây, các bạn chọn cái này nhé. Còn cái này là cái auto, thì nó cũng giống như là cái của Google thường dịch cho các bạn. Rồi các bạn download xong đó, thì các bạn bấm vào hiển thị thư mục coi nó nằm ở đâu. Rồi vào phần download đây đó, thì các bạn cất ra ngoài màn hình chính của các bạn để các bạn dễ dàng thao tác. Rồi sau khi copy xong đó, thì các bạn quay lại cái chi tiết video của mình, rồi các bạn kéo xuống chỗ phụ đề. Các bạn bấm vào phụ đề. Khi mà các bạn vào trong phụ đề ấy, thì các bạn sẽ thấy là có cái ngôn ngữ tiếng Việt, tức là ngôn ngữ của video. Thì chỗ cái phụ đề là có chữ thêm, chỗ cái chữ phụ đề là có chữ thêm, bạn bấm vào và nhấp vào chuột vào chữ thêm. Rồi sau đó bạn chọn là tệp tải lên, tải tệp lên, bạn bấm vào tiếp tục. Rồi bạn bấm chọn vào cái file mà nãy bạn mới tải về từ cái trang sub và dao-sub.com á. Rồi khi các bạn tải lên á, thì nó sẽ có các nó sẽ có các sub việc nằm ở các cái mốc thời gian nó phù hợp với lại ngôn ngữ của video của bạn. Thì khi này á, thì các bạn nên kiểm tra lại cái ngôn ngữ tiếng Việt này nó có đúng hay chưa. Nếu mà nó chưa đúng á, thì các bạn nên chỉnh sửa lại cho nó phù hợp với lại ngôn ngữ của video của các bạn. Rồi khi mà các bạn kiểm tra xong á, các bạn bấm vào đăng. Khi đó sẽ lưu một cái bảng là phụ đề tiếng Việt ngôn ngữ video, và cái người dịch đó là nhà sáng tạo, tức là chính bạn là người sáng tạo. Khi mà các bạn làm xong rồi á, thì các bạn quay lại cái kênh của các bạn. Kéo đến cái video mà các bạn mở phụ đề tiếng Việt, các bạn bấm vào đây lại. Rồi các bạn copy lại đường này. Cái này là mục đích để như thế nào thì nó nhằm mục đích như thế này. Khi mà cái đoạn việc xúc đầu tiên của các bạn á, mà các bạn để cho YouTube Auto tạo cho các bạn á, thì các chữ rất là lằng ngoằng, nó giống như là thế này, các chữ nó giống như thế này đây. Thì các bạn nhìn thấy nó không được đẹp mắt, với lại nó không chia thời gian rõ ràng bằng cái việc mà mình tự tạo xong. Thì mình chép từ cái trang hỗ trợ sub, tức là trang dao-sub.com, thì nó sẽ rõ ràng hơn như thế này cho các bạn có thể là chỉnh sửa một cách ok hơn. Rồi khi mà các bạn chỉnh sửa xong đó, thì các bạn vào đó các bạn chép lại link để nó
tham một cái link cập nhật mới về cái việc sub vừa nãy của các bạn muốn download rồi các bạn để cho nó flash vào trang của các bạn, flash cái video của các bạn. Khi đó các bạn sẽ kéo xuống xuống đây, các bạn sẽ thấy các cái ngôn ngữ của trên forum, mà tôi trên forum nằm ở đây, thì các bạn kiếm cái ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là ngôn ngữ tiếng nào đó mà các bạn cần trên phơ sang, thì mình đang cần trên server sang tiếng Anh, tại vì ngôn ngữ tiếng Anh nó là ngôn ngữ rất phổ biến trên thế giới, cho nên mình chọn ngôn ngữ tiếng Anh, mình chọn vào đây HT. Rồi sau khi mình download xong á, thì mình có hai cách để bạn download. Thì cách thứ nhất á, là khi bạn download thì bạn chọn luôn cả cái đường link hướng ra cái vị trí mà các bạn cần để. Cách thứ hai á, là các bạn ví dụ như mình đang dùng trình duyệt cho Chrome thì nó download vào vào cái từ mục download trên PC, cho nên mình vào cái từ mục PC download đó, mình copy những cái file mà mình mới download về, mình đưa ra màn hình desktop. Rồi sau khi mình download xong á, thì mình vào đây, mình lại vào chỗ phụ đề của video, thì mình vào theo ngôn ngữ, mình chọn ngôn ngữ tiếng Anh đây như thế này. Thì ngôn ngữ tiếng Anh á, khi các bạn thêm á, thêm vào thì nó sẽ như thế này. Thì ngôn ngữ tiếng Việt nó có như ngôn ngữ tiếng Anh, thì các bạn cũng bắt buộc các bạn phải bấm vào đây thêm cho phụ đề này. Các bạn tải cái tệp lên, các bạn chọn là có thông tin thời gian, rồi các bạn bấm tiếp tục. Rồi khi đó nó sẽ hướng ra cái màn hình desktop của các bạn. Vừa nãy mình copy hai cái file ra màn hình desktop, thì nếu mà không các bạn không copy á, thì các bạn vào thẳng từ mục download này, các bạn kiểm tra và các bạn đưa ra. Thì mình đang để màn hình desktop cho nên mình vào màn hình vào desktop, từ mục desktop để có mình lấy cái dữ liệu tiếng Anh ra. Thì đây mình bấm vào open, đây cái ngôn ngữ tiếng Anh của mình là khi đã dịch xong nó sẽ như thế này, nó so với ngôn ngữ tiếng Việt mà mình đã edit hoàn chỉnh. Thì do cái video của mình nó rất là dài cho nên mình sửa trước cái ngôn ngữ tiếng Việt. Thì cái ngôn ngữ tiếng Việt với lại ngôn ngữ tiếng Anh mà khi các bạn tự tạo ngôn ngữ Việt sub cho riêng mình đó, thì nó cũng giống nhau như nhau thôi, nó chỉ khác là một bên là tiếng Anh, một bên là tiếng Việt. Rồi khi bạn kiểm tra xong thấy bạn thấy ok rồi đó, thì các bạn bấm vào đăng, nó sẽ lưu lại cái phụ bản tiếng Việt cho các bạn như thế này, tiếng Anh thì các bạn như thế này đó. Các bạn là người sáng tạo, các bạn bấm vào đây, các bạn thêm tiêu đề. Thì ở đây cái tiêu đề của các bạn của mình là đang như thế này. Thì có hai cách đó. Cách thứ nhất đó là các bạn copy ngôn ngữ tiếng Anh của các bạn qua, tiêu đề tiếng Anh của các bạn qua. Cái thứ hai là các bạn vào trang Google, rồi các bạn gõ lại Google dịch để ra ra trang Google dịch của Google qua. Wow, các bạn bấm vào đây thì sẽ ok, nó sẽ dịch cho các bạn. Cách thứ hai á, là đối với các bạn mà đã có một vốn tiếng Anh vừa đủ rồi á, thì các bạn tự dịch cho chính cái tiêu đề và nội dung mô tả của mình. Thì ở đây thì mình rất dở ngôn ngữ tiếng Anh cho nên mình phải và copy lại cái nội dung cũng như cái tiêu đề của cái video của mình. Mình vào đây và chi tiết. Rồi cái tiêu đề của mình đó thì mình đã dịch qua tiếng Anh rồi, mình chỉ cần copy lại rồi. Rồi mình bắt vào đây tiêu đề. Rồi phần mô tả thì là cái phần này, thì mình copy, ấn Ctrl C và ra đây mình bấm Ctrl V. Rồi nói chung đó là việc Google nó ra, Google có cái ứng dụng Google dịch đó, thì các bạn sử dụng thì cũng tương đối ok cho nên nó không gặp vấn đề gì cả. Thì khi mà các bạn copy xong á, các bạn bấm Ctrl C xong các bạn bấm đây Ctrl V
Khi mà đã dịch xong cho các bạn á, thì các bạn bắt vào đây, vào phần mô tả, rồi các bạn bấm xuất bản. Rồi, các bạn đã thấy được là có cái ngôn ngữ tiếng Việt và ngữ tiếng Anh của các bạn đã làm xong. Đây này, ngôn ngữ tiếng Việt của bạn đây. Mình hướng dẫn cho các bạn thao tác trên PC á, là để cho các bạn, nói chung á, là đối với các cái video mà các bạn làm công phu á, các bạn tự biên soạn lấy nội dung cũng như là tiêu đề nội dung của video á, thì các bạn cần phải vô chỉnh sửa rất là nhiều, nó không có được rõ ràng giống như cái đây. Các bạn thấy là YouTube dịch cho các bạn thì nó ra như thế này, ớ á ú ý tùm lum là hết, thì nó không ok cho lắm. Cho nên mình hướng các bạn đến là việc sử dụng PC hoặc là sử dụng laptop để các bạn edit lại các cái nội dung của tiếng Việt. Khi mà chuẩn rồi thì các bạn copy link, các bạn xuất bản xong thì các bạn copy link của cái ngôn ngữ video mới của các bạn. Các bạn bắt vào cái phần lấy link của trang daosub.com để các bạn lấy link mới. Của cái transfer mới về tiếng Anh của cái sub tiếng Việt của các bạn. Đây là cách thứ nhất của các bạn. Khi các bạn copy xong thì các bạn đã có hai ngôn ngữ cho tiếng Anh và tiếng Việt dành cho video của các bạn. Cách thứ hai của các bạn cũng giống như cách thứ nhất, thì nó khác ở chỗ là các bạn thao tác trực tiếp trên cái đường link của các bạn luôn. Thì đối với cách này á, thì các bạn mà đã từng xem phim á, phim mà chưa có bị sub, thì các bạn hay dùng cái cách này. Thì theo mình biết thì cách này nó đã tồn tại thì cũng tương đối lâu rồi. Thì mình cũng là một tín đồ hay xem phim nước ngoài bằng cách như thế này. Thì cách này nó thao tác như sau. Thì các bạn ra trang chủ YouTube. Rồi, các bạn kiếm một cái video nào đó. Ví dụ như mình kiếm video này đi, mình nhấp vào. Rồi, các bạn nhấp vào đường link của cái video đó. Các bạn có thể là các bạn thêm đầu, mà có thể thêm ở đây. Tùy thuộc vào các bạn. Thì mình thêm vào đây đi. Rồi mình bấm Enter. Khi mình thêm xong mình bấm Enter. Khi đó thì nó sẽ vào, khi bấm Enter xong nó sẽ load vào cái trang đầu đầu shop cho các bạn. Rồi tự get link cho các bạn luôn. Như đây, các bạn thấy là việc Việt Nam Mi nó nằm ở đây. Các bạn chỉ cần đã về. Rồi, khi mà các bạn đã có file shop tiếng Việt download được từ cái trang daosub.com rồi á, thì các bạn quay lại các bước mà mình đã hướng dẫn các bạn từ việc update phụ đề tiếng Việt cho đến ngôn ngữ tiếng Anh. Các bạn thao tác cho nó đúng thì khi đó các bạn sẽ có cái thành quả tốt nhất cho cái video của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.